giáo sư Tân học Công giáo Việt Nam. Giải mã, trừ quỷ bảo lộc, siêu nhiên hay tâm lý? Con xin chào cộng đoàn. Kính thưa cộng đoàn, gần đây nhóm trừ quỷ bảo lộc đã rất mạnh động và ngày càng lôi kéo được các giáo sĩ, thậm chí có những linh mục, tu sĩ tu trì hàng chục năm trời, gây xáo động cuộc sống người Kitô hữu. Mặc dù tòa giám mục Đà Lạt và nhiều giáo phận đã lên tiếng cảnh báo, nhưng hiện nay vẫn có những người đi theo nhóm này. Vậy giải pháp tốt nhất để mọi người hiểu chỉ bằng cách giúp họ hiểu về giáo lý của Hội Thánh. Hôm trước, Linh Mục Giuse Tạ Duy Tuyền, Ngài cũng đã lên tiếng cảnh báo mọi giáo dân, và trong video này là một bài phân tích, phản biện vô cùng sâu sắc và ý nghĩa của một giáo sư Tân học Việt Nam, dựa trên những giáo lý của giáo hội, giúp chúng ta hiểu sự thật về nhóm trừ quỷ bảo lộc. Có thể video sẽ dài hơn một chút, nhưng rất hay, con mời cộng đoàn cùng xem tiếp và xem hết. Hãy nhớ ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật những tin hay hot cộng đoàn nhé. Thưa cộng đoàn, bài phản biện nguyên văn như sau. Trừ quỷ bảo lộc siêu nhiên hay tâm lý? Lời mở đầu. Tôn giáo là cầu nối với thế giới siêu hình, một thế giới phi vật chất, theo sự tiến hóa của trí thức nhân loại. Tôn giáo luôn nỗ lực thanh lọc mê chấp, đạt tới sự thuần khiết trong sáng cho niềm tin của mình. Mê tín là biểu hiện sự mê muội của lý trí kém hiểu biết về nhận thức khoa học, là sự thấp kém của một tôn giáo sơ khai, mông muội, sợ hãi trước những thế lực huyễn hoặc, mù quáng, cả tin. Tuy nhiên, thực tế mà nói, thì mê tín chỉ bớt đi chứ không mất đi. Vì càng tìm hiểu thế giới thì kiến thức về vũ trụ mênh mông càng vi diệu, huống chi nói đến đời sống thần linh thuộc lĩnh vực siêu hình. Hiện nay với những khám phá và kỹ thuật mới, khoa học cho ta biết những điều mà mới đây thôi ta vẫn cho là huyền thoại, không tưởng, không thể tin được. Một nhỏ, khả năng con người và sức mạnh của lòng tin. 1.1 Vấn đề ngoại cảm. Ngày nay, không ai xa lạ gì với những hiện tượng mà ta gọi là ngoại cảm. Tâm linh, những việc thực, người thực, dù áp dụng những kỹ thuật tinh vi nghiên cứu, những nhà khoa học lừng danh cứng đầu nhất cũng chưa giải thích được. Ở Việt Nam có trường hợp, cô Hoàng Thị Thiêm bịt kín mắt mà vẫn đọc chữ được rành rõ. Chị sinh năm 1970, trú tại xóm mới, thôn Bùi Chám, xã Hòa Lương, Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Chị đã được các nhà khoa học Đức, Pháp, Nhật, Hàn, Việt, ít nhất 20 hãng thông tấn, trong đó có NHK và Nippon TV, với các phương tiện tinh vi khảo sát, họ đều công nhận chị có con mắt thứ ba. Các nhà khoa học đặt giả thuyết, giác quan thứ xá này nằm ở tuyến tùng quả, trong não bộ. Đặc biệt, chị Thiêm kể, đã có thời gian học thiền và khai mở luân xa do những người thực hành nhân điện thực hiện. Chị không biết gì nhiều và không phải là người chuyên tâm tu luyện cao cấp. Sau đó, người ta thấy chị Thiêm có dùng khả năng đặc biệt của mình để áp vong chị ma nhập, không phải quỷ vương, vì chị Thiêm không là tín hữu công giáo, để trị bệnh, tìm mộ người chết. Nhiều người nhận định xem chừng không được hiệu quả cho lắm. Một trường hợp nhà ngoại cảm nổi tiếng khác là chị Phan Thị Bích Hằng, sinh năm 1972 tại Khánh Hòa, Yên Khánh, Ninh Bình. Khác với chị Thiêm có học vấn lớp 7, chị Hằng có học vị thạc sĩ, quản trị kinh doanh, đạo Phật. Chị có khả năng ngoại cảm, sau khi được chữa bệnh chó dại cắn thoát chết. Chị Hằng đã tìm ra hàng ngàn hài cốt người chết, nhưng không phải lúc nào cũng thành công. Tôi nghĩ những tài năng đặc biệt như trên có lẽ chưa đạt đến mức thượng thừa, vì điều quan trọng là hiệu quả của việc chữa bệnh tỷ lệ thuận với việc tu luyện và lòng từ bi hỷ xả cao độ. Theo như tôn chỉ của trường sinh nhân điện, nếu ít tình thương yêu và còn nhiều vụ lợi thì khả năng chữa trị hoặc tìm kiếm mộ phần người chết này ít có tác dụng. Đúng như lời Thánh Phaolô nói, giả như tôi được ơn nói tiên tri và biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu,
hay có được tất cả đức tin đến chuyển núi rời non, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì. Có một tác dụng xã hội rõ rệt, là nơi các cô lưu trú, thì thiên hạ sợ hãi, tâm lý kính sợ thánh thần, sợ nghiệp báo lan tỏa khắp vùng. Nhiều người vì thế mà sống tốt, nhiều người bỏ đi vì e dè vùng đất ám khí ma quỷ. Chính các cô cũng bị mọi người nhìn với đôi mắt kính nhi viễn chi, xa xa e dè, bị đè nặng bởi tâm lý ngại ngùng của người chung quanh, khiến nhiều lúc như chị Hằng tâm sự, ước chi mình lại được là con người bình thường như cũ. 1.2 Sức mạnh của lòng tin, tự kỷ ám thị. Lòng tin tiềm ẩn một sức mạnh vô song, hiện nay chưa ai giải thích được. Lòng tin và tự kỷ ám thị là một mệnh lệnh ảnh hưởng lên cảm xúc và có thể biến đổi cả thể chất chúng ta. Rất nhiều bằng chứng và nghiên cứu cho thấy có nhiều bệnh nan y tự biến mất do lòng tin mãnh liệt của bệnh nhân. Theo tiến sĩ Henry Beecher, Đại học Harvard, công hiệu của thuốc không chỉ ở thành phần hóa học của dược phẩm mà còn ở niềm tin của bệnh nhân. Theo một nghiên cứu của giáo sư Bernie Sichel tại Đại học Yale về chứng rối loạn đa nhân cách, cho thấy một điều đáng kinh ngạc, đó là sức mạnh niềm tin ở những người cho rằng mình đã trở thành một người hoàn toàn khác. Niềm tin này truyền dẫn tới hệ thần kinh của họ, tạo ra những thay đổi đáng kể trong cấu trúc sinh hóa cơ thể. Màu mắt của bệnh nhân thực sự thay đổi khi nhân cách họ thay đổi. Trích trong sách Awaken the Giant Within, đánh thức tiềm năng con người của tác giả Tony Robbins. Nghiên cứu này ở những người rối loạn đa nhân cách rất đúng với thực tế. Chúng ta dễ dàng nhận thấy điều ấy khi tham dự buổi lên đồng, đang là người có sắc diện bình thường, khi đồng dáng, đồng cô đồng cậu bỗng thay đổi khuôn mặt, tiếng nói và dáng điệu trở nên một người khác hẳn, múa may quay cuồng rất dũng mãnh. Khi đồng thăng, khi người ấy trở lại bình thường, tham khảo thêm rối loạn lên đồng và những điều bạn chưa biết của bác sĩ Nguyễn Lâm Giang. Dân ta đã bao đời nay rất nhiều người tin tưởng vào đồng cốt, mặc dù chưa hiểu thấu đáo hết các phức tạp của vấn đề vì liên quan đến vô thức tâm lý. Đa số vẫn cho đồng cốt là nhảm nhí như nhà thơ Tú Xương. Đồng giỏi sao đồng không giúp nước, hay là đồng sợ súng thần công. Có điều, không phải ai muốn nhập đồng đều làm được, mà theo họ, phải là người có căn số, được thánh chọn, nếu không tuân phục thì bị thánh hành hạ, làm cho đau đớn, dở dại dở điên. Thường thánh chọn những người hợp tính cách, dễ xúc cảm, yếu bóng vía, ái nam ái nữ, dân gian dễ nhận thấy tính cách đồng bóng của lớp người này. Thúy Kiều của Nguyễn Du là cô gái có những tính cách như vậy. Trước mộ Đạo Tiên, một thí nữ tài sắc bạc mệnh, không ai nhang khói, Thúy Kiều đã thổn thức và đồng cảm, coi mình rồi cũng bạc mệnh như thế, vì đồng khí thương cầu. Đạo Tiên từ cõi âm đã hiển linh cho cả ba chị em, cả Thúy Vân và Vương Quan. Lại nói về sức mạnh của lòng tin, Phúc Âm kể lại, Chúa Giêsu sau khi làm phép lạ, chữa lành, thường hay nói, đức tin của con đã cứu con. Khi cho Lazaro chết sống lại, thì niềm tin mạnh mẽ của chị em Martha và Maria đã làm cho phép lạ xảy ra. Phêrô đi được trên nước vì lòng tin mạnh mẽ, nhưng khi nghi ngờ, yếu lòng tin thì lại chìm nghỉm dưới nước. Lòng tin vào mình đã thế, sao lại không làm được nhiều điều vĩ đại hơn khi tin vào Thiên Chúa, đấng toàn năng. Chúa Giêsu nói, nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được. Hai nhỏ, trường sinh nhân điện, một liệu pháp y học. 2.1 Nhân điện dựa trên y lý Đông Phương. Triết học Đông Phương, chủ trương vạn vật nhất thể, ta với vũ trụ là một. Một cuộc sống lành mạnh phải luôn thuận thiên, hòa hợp với quy luật tự nhiên. Bệnh tật nhiều khi nguyên nhân là do lối sống phản tự nhiên, thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong.
quay về với nếp sống tự nhiên là một giải pháp bền vững cho sức khỏe thể lý và sức khỏe tâm thần của thời hiện đại. Trường sinh nhân điện phát xuất từ Ấn Độ, thấm nhuần triết lý này. 2.2. Tâm bệnh phải dùng tâm lý trị liệu. Đa số bệnh tật là do tác động tâm lý gây nên. Đông y kể ra 7 nguyên nhân, gọi là thất tình gồm hỷ, nộ, bi, khủng, tư, ưu, kinh. Hỷ là vui vẻ, nộ là tức giận, khủng là sợ hãi, tư là lo nghĩ, bi là đau thương, kinh là sửng sốt, ưu là dầu dĩ buồn chán. Nếu các nguyên nhân tâm lý này mạnh mẽ và lâu dài sẽ tác hại lên cơ năng sinh lý tương ứng và gây tổn thương thực thể. Chẳng hạn, nếu ta để sự tức giận quá mạnh và lâu dài thì gan sẽ bị ảnh hưởng, gây tổn thương tim mạch, áp huyết lên cao, suy nghĩ nhiều quá hại tí, làm ung loét bao tử vân vân. Trị gốc bệnh là phải triệt tiêu những nguyên nhân này, làm cho tâm lý an ổn. Người ta tìm đến thiền như một phương pháp trị bệnh, tìm lại yên ổn tâm lý và hạnh phúc cho cuộc sống. Quả thật, nhiều hồ sơ bệnh nan y đã được chứng nhận khỏi thần kỳ nhờ thiền. 3. Thiền, một phương pháp tâm lý trị bệnh. 3.1. Thiền là gì? Trong Kitô giáo, các đan sĩ Sa Mạc, Thánh Doan Thánh Giá và các vị thánh sống đời chiêm niệm khác coi thiền như một phương pháp để cảm nhận và kết hợp với Thiên Chúa. Thiên Chúa là thần trí, vô hình vô tướng, phải dùng sự tĩnh lặng mà chiêm niệm, không thông qua bất cứ tưởng tượng và ngôn ngữ nào của trí óc. Hình tướng, tư tưởng, ngôn ngữ đều đưa ta đến ngẫu tượng. Thiền có nhiều phái và nhiều phương pháp tập luyện khác nhau. Tự chung là định tâm, gạt bỏ hết vọng niệm, buông xả hết âu lo phiền muộn, tham sân si để đạt tới cái bình an tự tại. Thiền trường sinh nhân điện là phương pháp tĩnh niệm và vận khí lưu hành trong thân thể, khai mở các luân xa, đón nhận nguồn năng lượng vũ trụ vào cơ thể mình và truyền cho người khác. Theo nguyên lý, khí lưu hành thông suốt thì đánh tan bệnh tật. Khí lưu hành như thế phải đi đúng đường. Nếu vận hành loạn xạ thì nó thành tà khí, làm tổn thương thực thể. Ta gọi nôm na là tẩu hỏa nhập ma. Vì thế, tập luyện phải đúng phương pháp, phải có thầy hướng dẫn và không nóng vội được. Ngoài ra, phải tu luyện để có tâm từ bi, yêu thương mới hiệu quả. Lý thuyết nhân điện có nhiều phần phù hợp với tự nhiên và với giáo lý công giáo, đạt nhiều hiệu quả trong việc trị bệnh và dưỡng sinh như thực dưỡng, ăn uống lành mạnh, sống thanh đạm không quá đam mê vui thú vật chất, buông xả, khoan dung tha thứ, tiết chế bản thân và mở rộng lòng đón nhận năng lượng vũ trụ, tình thương cao cả, nguồn gốc sinh ra và nuôi dưỡng vạn vật. Tuy nhiên, nó cũng chỉ là liệu pháp tâm lý không hơn không kém. 3.2. Hiểm nguy khi áp dụng nhân điện không đúng cách. Đã là tâm lý thì đương nhiên bị những quy luật tâm lý chi phối. Theo một thầy tu bên Phật giáo giải thích thì, áp dụng phương pháp tu luyện trường sinh nhân điện không đúng sẽ xảy ra những hiện tượng sau. Hiện tượng rung lắc và không kiểm soát được bàn tay do vọng tưởng ở những người nhiều cảm xúc. Thấy những hiện tượng không có thật như hào quang, vầng chói sáng, lâu ngày sẽ đi đến hoang tưởng đa nhân cách. Nhìn và nghe thấy những ảo giác, cảm xúc và ý thức không thật. Trên đây là những hiện tượng tâm lý xảy ra rất thường trong xã hội hôm nay. Theo thống kê của Viện Sức Khỏe Tâm Thần thì ở Việt Nam, bệnh trầm cảm chiếm tới 6% dân số, các rối loạn lo âu hơn 10%, tâm thần phân liệt 1%, rối loạn cảm xúc lưỡng cực chiếm 1%. Quỷ nhập là có thật, nhưng rất ít khi xảy ra và được xác nhận sau khi các ngành chuyên môn khoa học và thần học điều tra, thẩm định kỹ. Hiện tượng siêu nhiên cũng vậy, giáo hội rất dè dặt công nhận, như trường hợp Mễ Du chẳng hạn. Các chân lý mặc khải của Thiên Chúa cho con người đã kết thúc nơi Đức Kitô,
như Chúa phán lúc hấp hối trên cây thánh giá, mọi sự đã hoàn tất. 3.3 Giáo sĩ không phải là y sĩ. Sứ mệnh của Chúa Giêsu hoàn toàn không phải để chữa bệnh hoặc làm phép lạ, chữa lành hoặc phép lạ, chỉ để chứng tỏ quyền năng và lời giao giảng chân chính của Ngài. Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Quả vậy, chẳng ai làm được những dấu lạ Thầy làm nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy. Sứ mạng của Ngài là cứu độ nhân loại, chuộc tội, giao hòa lại mối liên lạc giữa Thiên Chúa và con người đã bị phá vỡ vì tội lỗi. Giáo hội Chúa Giêsu cũng thế. Giáo hội mở trường học, khai dân trí, thăng tiến đời sống, mở bệnh viện chăm sóc bệnh nhân là đồng cảm với đau khổ của con người. Thực thi bác ái, mục đích chính là chăm sóc các linh hồn, để họ được ơn cứu rỗi. Kitô giáo là con đường giải thoát tâm linh. Bệnh tật, dù có tạm thời được chữa lành, nó cũng không vĩnh viễn. Và rồi thì ai cũng phải chết, sinh lão bệnh tử là quy luật cho mọi người. Chữa bệnh, dưỡng sinh, kéo dài sự sống là nhiệm vụ của y khoa, chứ không phải của tôn giáo. Những người làm y khoa không nên thách thức các tu sĩ chữa bệnh, vì họ có học y dược bao giờ. Lời kết, hiện tượng chữa bệnh và trừ tà ma ở Bảo Lộc không phải mới lạ, nó rất phổ biến trong dân gian. Như phân tích khoa học ở trên, thì đây là lĩnh vực hoàn toàn thuộc y khoa và tâm lý, chứ không có gì là siêu hình, là mặc khải cả. Hy vọng nó sẽ là tư liệu tham khảo cho nhóm để cảnh tỉnh nhận thức, dù có phức tạp vì sự việc liên hệ đến vô thức và khả năng tiềm ẩn của con người. Tuy nhiên, trên bình diện siêu nhiên, nhóm trừ quỷ Bảo Lộc có thấy những tác hại không nhỏ cho sự hiệp nhất và tâm lý hoang mang nơi người tín hữu với thẩm quyền giáo hội, qua việc quảng bá rộng rãi các video clip lên các kênh truyền thông đại chúng không? Nhất là lại vào thời đại tục hóa này, lúc mà giáo hội công giáo đang gặp nhiều chống phá bên trong bên ngoài, có bài bản của các thế lực đen tối. Chúa Giêsu đã cảnh báo với các môn đệ trong vườn cây dầu, vì có lời đã chép, ta sẽ đánh chủ chiên và đoàn chiên sẽ tan tác. Vậy ai được hưởng lợi từ những chuyện này, con người hay ma quỷ? Tác giả, giáo sư phản biện, tiếng Sa Mạc, nguồn simonhoadalat.com. Vâng thưa cộng đoàn, bài viết này của tác giả dài hơn một chút, nhưng cho chúng ta nhìn tổng quan về những hiện tượng diễn ra trong dân gian như lên đồng, bói toán, gọi hồn, tìm mộ và nhóm trừ quỷ Bảo Lộc là một môn phái trường sinh nhân điện, đúng không ạ? Qua đó cũng giúp chúng ta hiểu nhiều về Kinh Thánh. Nguyện xin Thiên Chúa thánh hóa nhóm trừ quỷ Bảo Lộc, ban cho giáo hội chúng con có sự hiệp nhất. Amen. Vâng, nếu như cộng đoàn lần đầu xem video này của con, thì hãy nhớ ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật những tin hay nhất về đạo công giáo, cũng như truyền cho con động lực để con có thể ra nhiều video phục vụ cộng đoàn. Con xin chân thành cảm ơn.